riêng mình ta. Dạ bài đó hay lắm, chào anh Minh Lê, chào mọi người. Mọi người ơi, nếu mà trong lúc tương tác á, em thì chia đều ra chào hết tất cả mọi người, cho nên là em không có kịp chào ai đó, mọi người đừng có buồn, đừng có giận em nha mọi người. Ừ, đúng rồi. Nhiều lần thấy em khóc, khổ đau điều gì phải khóc, chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo, sao lúc này quan tâm phải cần lý do. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai, ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu. Một người từng rất thương, đây đau đến mức